Rồi, hello, xin chào anh em. Mấy ngày hôm nay mưa quá anh em. Cái bầy gà ở bên kia đó, ở bên chuồng bên kia, bảo có bắt về hết luôn ha anh em. Mưa quá, không thể chịu nổi, ướt nát con gà quá. Thì thường thường mưa con gà sẽ rút hình ha. Đây, lạnh ướt nhẹp hết ráo. Mình qua tới bển á, là nếu nó ngập hết ráo luôn anh em. Nó ngập chỉ có lú cái đầu con gà thôi. Giờ về mình phải để vô cái phòng hồi sức á, để vô đông thùng giấy nè, cho nó hồi sức lại, thì cho nó ấm lại anh em, cho không có con nào đăng sức hơn. Để nuôi mà lớn về mà đăng sức là ẩu lắm ha. Mình phải cho kỹ. Rồi, để bây giờ chúng ta qua đây xem cái sự ngập của nó ha. Ngập chó đẻ luôn. Nè, đó. Trời ơi, nó ngập cỡ tới mắt cá nè. Mưa to quá to, mưa tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ, càng lúc càng lớn. Mấy em nhỏ này thì lớn rồi, có cây bay lên thì cũng ngon, đỡ hơn mấy con gà nhỏ đằng đây. Mấy con gà nhỏ đằng đây nè, nó nhỏ quá, nó đâu có biết bay lên cây đâu anh em. Rồi thành ra là nó ướt, thấy không? Rồi nó đứng ngay chỗ nước giọt nữa anh em. Trời ơi, cha con nó ướt nhẹp nè, thấy không? Mình bắt về hết rồi, mình đâu có dám để bên đây đâu. Nó ngập dữ quá, nó nãy nó đứng ngay chỗ mà có nước đó đó. Lại nữa thì ở sao nè, sao thấy cũng ổn thì được, nói chung là không sao, gà cũng ok. Nhưng mưa quá thì mùa mưa anh em chú ý ha, mấy gà con nè khó nuôi lắm, thì mình cũng ráng chăm sóc hết tận tình có thể ha.